Em xin chào anh chị. Hôm nay đứng trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản đặc biệt màu đen, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Thì hôm nay em chỉ xin trình bày về phần ngoại thất thôi, tại vì chiếc chìa khóa của chiếc xe này thì em chưa có tìm thấy được. Và hình thức mua xe trả góp thì bao gồm những thủ tục gì thì em cùng chị sẽ đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thì về phần tổng quan thì chiếc xe được trang bị với một vẻ bề ngoài cực kỳ là thể thao, cá tính và thiết kế khỏe khoắn, những đường gân dập nổi, những chi tiết mạ chrome, cái tay nắm cửa và có cái nẹp kính trên được mạ bạc vuốt dài ra sau tạo cảm giác khỏe khoắn. Thì về kích thước, chiếc xe được trang bị chiều dài là 4m315, chiều rộng là 1m790 và chiều cao là 1m660. Và đặc biệt chiều dài cơ sở khá là tốt, chiều dài cơ sở này nó đã tiệm cận với những cái phân khúc xe hạng C, tiệm cận Cross, tiệm cận CX5, đó là 2m610. Cho nên là anh chị có thể có một khoang hành khách bên trong cực kỳ là rộng rãi. Khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này cũng tốt nhất trong phân khúc xe của Hyundai, đó là 20cm. Đấy, thì khoảng sáng gầm xe cao thì có những cái lợi ích là gì? Thì những lợi ích là anh chị có thể là vượt những cái đường mấp mô, đường địa hình, vượt địa hình tốt hơn và sẽ tránh được trường hợp là cầu gầm khi mà anh chị lên vỉa hè. Đó. Về động cơ của xe thì cũng là động cơ hoàn toàn mới, đó là công nghệ động cơ Smartstream, máy với dung tích là 1.5 lít, có công suất cực đại là 115 mã lực ở vòng tua 6.300 vòng trên phút và có mô men xoắn cực đại là 144 Nm ở vòng tua là 4.500. Về dung tích bình nhiên liệu của xe thì là xe được trang bị dung tích bình nhiên liệu 40 lít, hộp số là IVT, hộp số thông minh vô cấp, tạo trị cái tăng tốc và giảm tốc cực kỳ là êm ái. Về phần tổng quan mặt ca lăng trước được trang bị với gần giống đàn anh của Tucson, đó là ca lăng được sơn bóng cùng cụm đèn LED ban ngày dạng LED vuốt theo hình cánh chim cực kỳ là cá tính và có hệ thống đèn pha, đèn cốt cũng là full LED. Đó. Về phần la răng của xe thì được trang bị la răng cỡ lớn, phay sắc nét 17 inch, lốp thì là lốp Kumho cực kỳ là bền. Cái lốp này thì anh chị có thể đi đến khoảng 7 vạn, cũng có khi thì mình mới cần phải thay lốp. Như xe của em thì em đi được 4,5-5 vạn thì em cũng chưa cần phải thay. Về phần gương chiếu ngoài thì cũng được trang bị là xi nhan tích hợp trên gương và tay nắm cửa là mạ chrome kèm theo nút mở khóa. Xe này được dán phim rồi, phim này là phim New Sun của Mỹ, bên em bảo hành cho anh chị 10 năm chặn 98% tia tử ngoại, mảng phim rất là đẹp. Về công nghệ, kể thêm một chút về công nghệ đèn nổ từ xa, chiếc xe cũng được trang bị đèn nổ từ xa và tắt máy từ xa, lên xuống kính bằng chìa khóa. Đó. Về phần cốp đằng sau thì anh chị có thể thấy là cốp được trang bị đèn hậu dạng LED và có chữ Creta to đặt dưới logo Hyundai. Về cảm biến thì cũng được trang bị là 4 cảm biến lùi. À, em xin lỗi, 3 cảm biến lùi. 3 cảm biến lùi chia đều. Và cái lưu ý với anh chị là cái đèn lùi của xe Creta, xe Tucson và xe Santa Fe thì nó chỉ được trang bị một cái đèn lùi thôi, cho nên đây là cái thiết kế riêng biệt và tạo điểm nhấn của nhà sản xuất. Thì anh chị có thể là cũng không cần có cái sự thắc mắc gì đâu ạ. Đấy là nhà sản xuất họ thiết kế như vậy thôi, đó có thể là xu hướng của tương lai.
Về phần màu nội thất của xe thì xe được trang bị rất nhiều màu nội thất. À, em xin lỗi, là màu ngoại thất. Thì là màu ngoại thất là có màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu xám kim loại, màu xanh dương, màu bạc. Đối với phiên bản cao cấp thì có màu trắng đen, màu đỏ đen. Cái màu trắng đen ở đây nghĩa là cái thân bên dưới màu trắng, còn bên trên nóc là màu đen. Và màu đỏ đen thì là bên dưới màu đỏ, bên trên nóc cũng là màu đen. Về tiêu thụ nhiên liệu thì chiếc xe bản đặc biệt này tiêu thụ nhiên liệu khá là tốt. Ý em là khá là tiết kiệm với mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị là 5,43 lít. Đồng hỗn hợp là 6,39 lít và trong đô thị là 8,03 lít. Đó. Về những công nghệ an toàn thì xe được trang bị camera lùi, hệ thống cảm biến sau, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ phải ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp. Và gói Hyundai Smart Sense cho phiên bản cao cấp thì Hyundai Smart Sense đây là hỗ trợ phòng tránh va chạm người đi bộ, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Số túi khí thì là bản tiêu chuẩn thì có 2 túi khí và bản đặc biệt bên em và bản cao cấp thì là có 6 túi. Về phần hình thức mua xe thì anh chị có thể mua xe với 2 hình thức là trả thẳng và trả góp. Thì với mua trả góp thì anh chị có thể cung cấp cho em những cái chứng từ cơ bản như sau, đó là căn cước công dân, tình trạng hôn nhân. Nếu mà anh chị có làm công ty hoặc là làm công ty thì mình có thể cung cấp là hợp đồng lao động và sao kê lương. Còn những chị kinh doanh tự do thì chúng em cũng có những cái hỗ trợ để làm sao anh chị vẫn được vay trả góp bình thường và mua được xe. Thì lãi suất trung bình đối với vay trả góp thì nó có nhiều gói. Ví dụ như là anh chị chứng minh tài chính tốt thì sẽ được cái gói ưu đãi hơn. Ví dụ nó rơi vào tầm độ khoảng 0,65% một tháng. Và những cái gói trung bình, gói cơ bản hiện tại thì là nó rơi vào tầm khoảng 0.7 đến 0.75% trên tháng. Thời gian vay trả góp cho anh chị thì tối đa là 8 năm. Anh chị có thể vay từ 2 năm đến 8 năm. Và giá trị phần trăm vay trả góp thì là từ cao nhất là 80%. Thì hôm nay thì em xin review tổng quan và nói về hình thức mua xe trả góp. Thì em xin kết thúc video tại đây. Thì xin cảm ơn anh chị đã theo dõi, quan tâm ủng hộ channel Hùng Xe Hơi. Thì xin gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Em xin chào anh chị.